Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các chị em. Và ngày hôm nay kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một cái mẫu xe mới về, một chiếc một con hàng đời cao SUV gầm cao 5 chỗ ngồi với những trang thiết bị công nghệ vô cùng là hiện đại và mức tiêu thụ nhiên liệu thì rất là tiết kiệm nhiên liệu, form dáng đẹp trẻ trung. Em giới thiệu với quý anh chị em đây chính là một chiếc Mazda CX-5 sản xuất vào năm 2017, số tự động với dung tích động cơ là 2.0, vô cùng là mạnh mẽ. Xe zin toàn tập luôn, test check thoải mái. Xe cam kết không đâm xô va chạm hay là tai nạn ngập nước. Tư nhân, gia đình sử dụng. Và hiện tại chiếc xe này em đang chào bán cho quý anh chị em với cái mức giá là 695 triệu. Tuy nhiên giá thành thì vẫn còn có thể thương lượng thêm cho quý anh chị em. Nếu bác nào thiện chí, alo trực tiếp về cho Dũng Audi để thương lượng giá cả qua số hotline 0855 966 966. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng mà những chiếc ô tô của bên em mang lại cho quý anh chị em. Ngoài chiếc CX-5 này ra thì em còn hơn 100 mẫu xe nữa để cho chúng ta lựa chọn. Còn bây giờ em bắt đầu đi vào review chi tiết chiếc xe này. Đầu tiên thì em này trang bị cảm biến quanh xe và đời 2017 nhưng đã được lên form mới, form 2018 rồi. Nhìn nó mạnh mẽ hơn và hầm hố hơn. Tất nhiên là công nghệ trang thiết bị option nó sẽ nhiều hơn rồi. Cảm biến trước có rồi nha, 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau. Đèn bi xe lông siêu sáng và la giáng đúc dạng phay còn sáng bóng. Sơn xi thì em này được trang bị một lớp sơn màu xanh cobalt rất đẹp, có xi nhan trên gương bằng giải đèn led và tay nắm cửa tích hợp chìa khóa mở cửa thông minh. Ở đằng sau xe cũng được trang bị đầy đủ camera lùi cùng với cả 4 cảm biến lùi phía sau. Gọi là sơn xi của nó quá đẹp rồi. Em này ngoài ra những cái công nghệ hiện đại nữa như là bật mở cốp tự động. Đây, đây là mở cốp auto nha. Rất là hiện đại và sang chảnh với cái công nghệ này luôn. Nếu chúng ta muốn đóng cốp lại chỉ cần đứng từ xa thôi, bấm cái chìa khóa là nó tự động nó đóng cái cốp lại. Và đi vòng sang phần thân bên lái để cho quý anh chị em ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn xi, ngoại thất bên ngoài của chiếc Mazda CX-5 đời 2017 form mới này, form 2018 với vô cùng là nhiều công nghệ hiện đại. Xe thì zin toàn tập luôn. Như vậy là em đã đi hết một vòng chung quanh xe để cho chúng ta ngắm tổng thành, form dáng rồi, cũng như là giới thiệu qua cho chúng ta về các trang thiết bị công nghệ option bên ngoài. La răng đúc dạng phay, 4 phanh ABS, cảm biến quanh xe, xi nhan trên gương, đèn bi đầy đủ hết. Thì bây giờ em sẽ đi vào bên trong nội thất của xe để review cho chúng ta về mặt nội thất. Về mặt nội thất bên trong của xe thì chúng ta nhìn này, có ghế da màu đen còn nguyên zin nguyên bản. Hàng ghế trước và em quay xuống hàng ghế sau này. Đây, hàng ghế trước và hàng ghế sau nó căng đét luôn nha, căng mọng luôn, gọn gàng sạch sẽ thơm to. Hai vùng điều hòa đã được trang bị trên xe rồi, xe trang bị hai vùng điều hòa và chân nỉ nguyên bản, có cả cửa sổ tròn. Đấy, hệ thống túi khí thì em này được trang bị là 6 túi khí an toàn nhá. Bên hông ghế có này, đấy, bên cột này, hai bên cột này đều có, và vô lăng táp lô bên ghế phụ là 6 túi khí an toàn. Đó, 6 túi khí an toàn. Và đây chúng ta nhìn cái phần táp ly này. Đấy, táp ly nó cứ gọi là đẹp căng, đẹp nét luôn nhá, phần táp ly đây. Và táp lô thì cũng tương tự. Táp lô, táp ly là cứ đẹp căng, đẹp nét luôn nhá. Xe trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện. Có gương kính chỉnh điện và cụp điện đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cụp điện đầy đủ. Ở đây thì ngoài cái việc là chúng ta mở cốp auto, cốp mở auto bằng chìa khóa thì chúng ta có thể bấm vào đây, nó cũng tự động mở lên. Nhá, có A-stop hỗ trợ dừng đỗ 3 giây khi dừng đèn đỏ. Tất nhiên là một chiếc xe hiện đại như thế này sẽ được trang bị cả hệ thống cân bằng điện tử hết rồi. Vô lăng tích hợp bàn phím, có đàn thoại rảnh tay và hệ thống cruise control ga tự động cũng đã có. Ở đây thì xe nó sẽ được trang bị là ghế điện này, có ghế điện đây nha. Đấy, và ở cái bảng điều khiển này thì xe trang bị cả phanh tay điện tử, có auto hold, cũng nút điều khiển trung tâm cùng chế độ lái thể thao sport. Yeah, cùng chế độ lái thể thao sport đây. Được chưa? Để ấn nổ thông minh start off này và điều hòa auto, rất nhiều công nghệ hiện đại. Đầu đài giải trí của em này thì trang bị là ổ đĩa DVD nhá, có ổ đĩa DVD và màn hình giải trí theo xe. Đấy, rất nhiều công nghệ, vô cùng là nhiều công nghệ trên một chiếc xe SUV gầm cao 5 chỗ sang trọng, đời cao, giá trong tầm khoảng dưới 700 triệu để cho chúng ta lựa chọn và tham khảo. Còn bây giờ em sẽ đi review về mặt chất lượng của xe. Chúng ta nhìn đây, tất cả những chi tiết này, răng cửa này, đấy, cùng nguyên màu sơn và phần keo kiếc của nó này, nguyên zin trên cái phần bản lề, ốc răng cửa các thứ đây.
rất đẹp nhá. Nguyên zin hết nhá. Ốc bản lề trên bản lề dưới này còn nguyên màu sơn cả. Và quay đến cái phần chỉ thì chúng ta nhìn chỉ nó cũng đẹp nét luôn. Đấy. Chỉ trước thì nó cũng cứ gọi là đẹp nét căng luôn nhá. Đấy, ok chưa? Quá đẹp và quá nét rồi. Nhân tiện đây thì em sẽ mở luôn cái phần khoang động cơ để lát sẽ review một vòng quanh xe rồi vào khoang động cơ luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn cái bu lông bản lề này. Bu lông bản lề trên cột, bu lông bản lề trên và bu lông bản lề dưới. Nó chưa có cái hiện tượng mở ốc hay tháo sỡ, những cái con ốc này nó vuông thành sắc cạnh luôn. Những con ốc này nó vuông thành sắc cạnh luôn. Rất là đẹp. Rất là đẹp nhá, đẹp căng luôn. Đấy. Nó cánh đằng trước rồi thì em sẽ xuống cánh đằng sau. Bên lái la răng của em này tuyệt vời rồi, không có hiện tượng chém xước này nhá. Chỉ đây. Đấy, form dáng này nhá, nó không có hiện tượng lệch lạc về form hay về dáng. Ở cái phần răng cửa cũng như này. Đấy, nó cứ gọi là đẹp căng đẹp nét luôn nhá, đẹp căng đẹp nét luôn. Ở đây thì đây, màu sơn các thứ này trên những con bu lông này đẹp nét rồi nhá, màu sơn đẹp nét luôn rồi. Tiếp theo thì ở đây chúng ta nhìn này, cái quả la răng của nó này nhá. Đấy, nó không có cái hiện tượng là chém xước gì cả. Bốn quả như nhau, nó không có cái hiện tượng chém xước xước sát gì ở trên bốn cái quả la răng này. Và bắt đầu đi về đằng sau để xem review về mặt chất lượng của xe đằng sau. Ở đây thì chúng ta cũng có một cái phím bấm ở đây này. Đấy, bấm vào đấy thì cốp nó sẽ tự động nó mở lên. Đấy chưa? À, độ rộng của cốp xe thì chắc chắn là nó rất là rộng rồi. SUV gầm cao 5 chỗ mà. Rất rộng luôn. À, còn ở đây thì chúng ta nhìn này. Bóng dáng này. Nó thẳng tắp luôn. Không có hiện tượng là lệch lạc về form hay lệch lạc về dáng. Bên lái rồi, em sang bên phụ đây. Bên lái rồi em sang bên phụ đây nhá. Thì nó cũng không có cái hiện tượng là lệch lạc về form hay là lệch lạc về dáng. Ok chưa? Xuống phần sắt xi gầm bên dưới này. Đấy. Phần sắt xi gầm bên dưới đây nó cũng đen xì đen sũng rồi nhá. Cung gầm rất là sáng và không có hiện tượng là han dịch, mối mọt hay là cái vết gọi là hàn cắt ghép nối ở dưới cái phần sắt xi gầm này. Tiếp tục sẽ di chuyển sang phần thân bên phụ. Di chuyển sang phần thân bên phụ để quay chúng ta về mặt chất lượng của xe. Đây, ốc giằng cửa bên phụ đây, cũng như là bản lề trên và bản lề dưới đây. Đó. Thì ốc màu của nó cũng còn nguyên hết nhá. Ốc màu của nó cũng còn nguyên hết luôn này. Và quay đến cái phần chỉ này. Đây, quay đến cái phần chỉ này. Đấy, nào. Cao su các thứ này, nhìn cao su các thứ đây. Các bạn nhìn nhá. Nó cứ gọi là đẹp căng và đẹp nét luôn. Đấy. Bắt đầu đi lên phần cánh trước bên phụ này. Bắt đầu đi lên phần cánh trước bên phụ. Thì ở đây chính là cái phần chỉ. Đấy, ở đây chính là cái phần chỉ nhá. Đấy, đây form dáng này. Đấy, form dáng nó không có hiện tượng lệch lạc về form về dáng nhá, chỉ trước đây. Được chưa? Và tiếp theo là ở cái phần bu lông bản lề chân cột thì chúng ta nhìn này. Đấy. Nó cũng không có hiện tượng mở ốc hay là tháo dỡ nhá, không có hiện tượng gì là mở ốc hay tháo dỡ ở trên cái phần bu lông bản lề trên cột. Còn bây giờ thì bắt đầu đi vào bên trong phần khoang động cơ thôi. Sẽ quay cho chúng ta về chất lượng của xe ở bên trong phần khoang động cơ. Anh nhá. Ở bên trong cái phần khoang động cơ này đầu tiên là nó phải khô ráo đã nhá. Khô ráo luôn, không có cái hiện tượng chảy dầu hay chảy mỡ. Và phần máy móc thì nó zin đét rồi nhá. Các bạn nhìn những cái con ốc trên máy này. Đấy, thì đây. Nó chưa có hiện tượng là mở ốc hay tháo dỡ. Giờ chưa có hiện tượng mở ốc hay tháo dỡ nhá. Còn nguyên keng luôn. Máy số là zin đét 100%. Zin từ dàn cò zin số luôn. Đấy, máy móc đây em mở cho các bạn xem. Đây. Máy cũng gọi là zin từ dàn cò zin xuống nhá, các bác nhìn lại cái cụm ốc và phần máy kìa. Ok chưa? Hộp số thì ở đây thì nó hơi có nhiều chi tiết một chút nên là không thể quay xuống được, nhưng mà cam kết của bác là máy số nó zin đét 100%.
Tiếp theo là xem xe có va quẹt gì không. Thì đầu tiên chúng ta nhìn cái ốc cabo này, nó chưa có hiện tượng mở ốc rồi nhá. Đấy, ốc cabo này, dù đây. Đấy, ốc tai này. Đấy, chuyển sang bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ốc cabo này, được chưa? Và ốc tai đây nhá. Đấy, cabo và ốc tai đây. Nó cứ gọi là căng đét luôn, đẹp nét căng luôn nhá. Căng kịch tầm rồi. Nhá. Rồi. Đó là em đã review cho chúng ta. Dạ vâng, vừa rồi thì em đã review rất là chi tiết cho chúng ta về một chiếc xe công nghệ hiện đại, sang trọng, đời cao, trong tầm tiền dưới 700 triệu Mazda CX-5 2017, form mới, form 2018, số tự động với dung tích động cơ là 2.0, vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu nha. Và trong tầm tiền là 695 triệu, còn thương lượng bác nào mà thích chiếc xe này gọi điện luôn về cho Dũng Audi 0855 966 966 để thương lượng về giá cả. Và bây giờ em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.